Rồi, ok. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì Esmiro chúng tôi lại tiếp tục quay trở lại và đến với cả anh em một cái video rất là nhanh gọn để review một cái mẫu mic anh em đang nhìn thấy trên màn hình. Ở đây là cái mẫu mic thuộc thương hiệu là MK Acoustics. Đó, MK Acoustics Design USA. Con này chính xác thì design thì có lẽ là họ ghi là USA thì chúng ta cũng biết là như vậy, mà tuy nhiên thì nguồn gốc thì tất cả anh em biết là hàng hóa về hiện tại về micro thì vẫn đều xuất xứ ở tại Trung Quốc cả. Tuy nhiên thì con MK Acoustics này thì nó là hàng hãng anh em nhé. MK Acoustics này nó là hàng hãng và phiên bản tôi đang có ở đây là phiên bản là đây. Phiên bản của nó là S600 Pro. S600 Pro của MK Acoustics và con này nó là hàng hãng anh em nhé, hàng hãng. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng unbox cái bộ mic này xem nó như nào. Rồi ok, và ở đây là phía bên trong của cái bộ mic MK Acoustics ở S600 Pro. Rồi ok, về các bạn anh em sẽ nhìn thấy là thông số bao gồm một đầu thu này, hai tay mic này. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái đầu thu này xem nó như nào. Rồi đây là đầu thu. Rồi MK Acoustics S600 Pro. Rồi ok, nếu mà nhìn qua ấy, nhìn qua về cơ bản thì như anh em thấy thì nếu như mà anh em đã biết, có các bạn nào mà biết các cái hay để ý và theo dõi xem các cái dòng mẫu mic karaoke không dây thì các bạn có thể nhìn thấy là cái con này được thiết kế theo phong cách mặt của một mẫu mic thuộc họ nhà BBS. Thuộc họ nhà BBS và cũng là mic xịn, mic chính hãng. Thì chúng ta có thể thấy là ở đây là nó đóng thương hiệu là MK Acoustics. Thì chúng ta được hiểu là ở đây, tức là nó trên một cái nhà máy, một cái nhà xưởng ở bên một cùng cái nhà máy bên Trung Quốc, thì họ có thể làm ra nhiều cái thương hiệu, nhiều cái thương hiệu và nhiều cái brand thương hiệu mic khác nhau. Thì BBS là một thương hiệu, bạn hiểu như thế. BBS là một thương hiệu và MK Acoustics này nó là một thương hiệu, và hiện tại thì ở Việt Nam nó cũng đã có hàng chính hãng ở nhập về Việt Nam rồi, và đây chính là một trong số đó, phiên bản S600 Pro hàng chính hãng. Con này thì giá của nó thì không khác gì hàng BBS, và thậm chí hiện tại như cái phiên bản tôi đang cầm này, nó là S600 Pro này thì giá nó rất là đắt, khá đắt luôn, thậm chí đắt hơn cả những cái mẫu ở BBS thông thường luôn. Đấy thì giá sản phẩm thì tí nữa sẽ anh em có thể kích vào cái đường link phía bên dưới của cái video này, phần mở rộng của video này, để anh em thể xem cái giá của con S600 Pro MK Acoustics này. Con này là hàng hãng anh em nhé, con này là hàng hãng luôn, cho nên là giá của nó là không hề rẻ, nó rơi vào tầm 7 triệu. Loanh quanh giá nó rơi vào tầm 7 triệu con mic này. Bộ mic này không hề rẻ anh em nhá. Hàng hãng đấy. Đây là mặt sau của nó này. Thì về cơ bản thì cũng như các mẫu mic thông thường thôi, hai anten này, hai cổng cái nồi Canon và chân 6 ly. Rồi. Sách hướng dẫn sử dụng Use Manual. Rồi ở đây thì chúng ta cũng sẽ có cái cục nguồn. Cục nguồn này thì anh em cũng nhìn thấy là nó thiết kế là nó chính là cục nguồn của các cái mẫu mic BioVires. Chính là cục của các mẫu mic BioVires. Ở đây có hai tay mic này, chúng ta sẽ cùng nhau xem tay mic này. Đây, jack 6 ly đây, chân jack mạ vàng anh em nhé, hàng chất đấy. Này là hãng. Anten đây. Anten ngắn. Giống với cả các cái mẫu mic BioVires hàng xịn mà chúng tôi đã review từ trước đó. Đấy, thì con này cấu hình của nó khá là giống. Cùng là hàng xịn, cùng là hãng. Rồi đây là tay mic này. Tay mic thì con này nó làm. Rồi. Tay mic thì con này nó làm màu được sơn bóng, nó không phải được sơn nhám nữa, kim loại nữa, mà con này được sơn bóng màu bạc anh em nhé. Màu bạc nó cũng giống như một số mẫu mic của AAP, anh em nào xem thì có thể biết về âm thanh, có thể biết nó giống một vài mẫu mic của AAP.
AP. Và con này thì cũng dùng củ côn mic của mẫu AP M8 anh em nhé, cực kỳ là chất luôn. Đấy, S600 Pro MK Autix, tay sơn màu trắng bóng. Đấy, con này nó có ở đây, còn có một cái phụ kiện, nó còn có cái chụp người ta chụp đi như này nữa. Đấy, chống lăn đây. Đấy, chống lăn 4 viên pin. Đấy, vì bên trong đây tần số từ 640 đến 690 số ơi, giống đét luôn. Tất cả các cái mẫu mic hiện tại thì đều được làm chạy tần số đầu 6 anh em nhé. Lưu ý tất cả các mẫu mic hiện tại đời mới đều chạy tần số đầu 6 hết. Đến cái tần số đầu 7, đầu 7 hiện tại nó bị ảnh hưởng đến cái sóng truyền thông, sóng viễn thông ấy. Viễn thông ấy nên là đã bị cấm rồi, nên tất cả mẫu mic bây giờ đầu 6 hết. Vỉ con này thì chính xác nó là vỉ của mẫu BioVires, chính xác luôn, vỉ BioVires thương hiệu MK Autix. Đây hàng hãng anh em nhé, em bảo là nhiệt từ chính hãng đó, phiên bản mới nhất luôn, 2020 vừa mới ra mắt rồi. Ok, lắp thử cho anh em nhìn cái màn hình thông số của cái con mic này luôn. Rồi, ở đây chúng ta cũng sẽ có là CH030, đây là kênh channel. Còn phía bên dưới là tần số 64750 và 3 vạch pin. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đấu điện thử cho cái đầu thu này nhỉ, nhìn luôn cái đầu thu anh em nhé. Giờ tôi đã đấu điện cho con đầu thu S600 Pro rồi. Lên. Tên một phát lên luôn. Đấy thì các bạn đã nhìn thấy là trên đây thông số màn hình của nó thì hoàn toàn giống với các cái mẫu mic chúng tôi đã review trước đây. Hoàn toàn giống luôn. Cái mặt đầu thu nó thiết kế toàn bộ là giống theo phong cách của BBS và đồng thời cũng giống của BioVires luôn, nó là một. Nó là một. Chính xác nó là một luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bật thử tai mic vừa rồi lên. À đây, tai mic vừa rồi đã lên rồi. Tai mic vừa rồi là CH030 đây, tần số 64750 đây. Bây giờ chúng ta sẽ thử đặt cái tai mic này xuống. Tai mic xuống và nhìn về bên trái anh em nhé, nhìn về bên trái. Ok, mute, tắt tiếng 3 giây sau tự ngắt tiếng luôn. Rồi, thế còn ok, vậy là hôm nay thì đã, anh em chúng ta cùng nhau review nhanh cái mẫu mic MK Acoustics S600 Pro. Thế còn cái chất âm, chất tiếng của cái con mic này như nào thì sẽ hẹn anh em tiếp theo, sẽ hẹn anh em ở một cái video tiếp theo của chúng tôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.